What? Không được, cái câu WhatsApp người ta dùng rồi. What? Chào anh em, và hôm nay thì mình đang cùng với các bạn trải nghiệm tựa game Asphalt 9. Và sau bao nhiêu năm trời, cuối cùng ta đã có phiên bản Asphalt tiếp theo tựa game đua xe huyền thoại trên điện thoại di động. Và nó vẫn hút máu như huyền thoại luôn. Chán. Nhưng mà quan trọng đó là chúng ta sẽ cùng nhau xem qua tựa game này như thế nào. Và đây cũng là một lý do tại sao mà mình thích dùng iOS như mình chia sẻ các bạn. Thì tựa game này cũng đã xuất hiện đầu tiên ở trên phiên bản hệ điều hành iOS và mình đã thử nghiệm trên chiếc iPhone 7 Plus. Hiện tại nó đang hỗ trợ trên các phiên bản mình nghĩ là chơi ngon nhất từ iPhone 6S, iPhone 7, 7 Plus đổ lên. Thì các bạn thấy là hiện tại với giá bán các sản phẩm like new này tại 7S thì không quá cao. Hãy quảng cáo cho mọi người, nếu mà muốn mua một thiết bị chỉ chuyên để chơi game hỗ trợ tốt lâu dài, nhiều game ứng dụng, hãy mua ngay iPhone. Đấy, đúng như người ta đồn thổi luôn. Link mình sẽ cho bên dưới các bạn mua con iPhone 6S về mà mua chơi game nó sướng. Wow. Và đừng quên bấm chuông để xem những video mới nhất nhé. Rồi, tựa game này thì mình sẽ khởi đầu các bạn với giao diện của nó thì khá giống lại Asphalt 8 ở ban đầu. Tuy nhiên nó thể hiện sự hút máu bằng việc như sau. Để unlock các cái xe thì bây giờ các bạn thay vì dùng tiền thì bạn sẽ dùng thẻ. Nó sẽ những cái gói thẻ bài như này và mỗi ngày sẽ cho các bạn các gói miễn phí, các bạn mở ra. Và khi mà đạt đủ số lượng thẻ, các bạn sẽ được mở những chiếc xe này. Và nếu có tiền thì đương nhiên ta sẽ mua những cái thẻ xịn hơn rất là nhiều. Và trong game cũng đã phân cấp các loại xe theo thứ tự là D, C, B, A, S, cao cấp nhất là S là Supercar. Các bạn thấy ở đây có những loại xe như là Ferrari FXXK này, hay là chúng ta sẽ có những cái chiếc xe như Bugatti Chiron là một chiếc siêu xe. Cái đạt tốc độ speed của nó và cũng như mọi thứ đều quá là cao. Và các bạn thể bấm vào cái phím này để nhặt được các cái thẻ bài. Và các biết là 60 thẻ thì các bạn mới mở được một cái xe. Nên là 1945 chờ mở xong. Và tựa game này thể hiện cái yếu tố hút máu một cách kinh khủng khiếp, quá dã man. Ok, đấy là những cái điểm yếu của nó. Và nó còn có một cái điểm rất ghét nữa là game này là phải chơi online. Các bạn sẽ không được chơi offline nữa. Cho tới lúc này thì nó sẽ liên tục đồng bộ các cái dữ liệu khi bạn quá trình chơi. Vì thế nên tựa game này hiện tại không thể chơi ở Việt Nam mà đang dành cho thị trường Philippines. Các bạn phải fake VPN sang để vừa down game và fake VPN trong quá trình chúng ta chơi game luôn. Đây là một vấn đề khá là phức tạp và mình cảm thấy rất là ghét nó. À, cái đồ họa trong game thì không có gì phải chê, xe quá xịn, đẹp và tuyệt vời. Đồ họa trong game thì không có gì phải chê. Các cái thành phố đã được cải tiến, thêm các thành phố của Mỹ và một số quốc gia. Rất đẹp, chi tiết, đã lắm các bạn nhìn này nhá. Các bạn thấy không, các hiệu ứng khi ô tô bắt đầu di chuyển này. Mọi thứ rất ấn tượng và mình muốn chia sẻ luôn cho mọi người là đã có cách chơi mới. Các bạn sẽ không còn thấy phím bấm mũi tên hai bên nữa và phím drift chúng ta sẽ bấm vào bên trái. Đấy, nó sẽ drift cho chúng ta luôn mà không cần phải nghiêng máy, các bạn không cần nghiêng, không làm gì cả, cứ bấm thôi là nó tự động drift, đi thế là rồi. Và bấm sang bên phải này sẽ là nitro, hiệu ứng nitro lên màu mè với màu tím và màu đỏ kết hợp với nhau, rất tông xuyệt tông. Nó và đây là để đi đường, các bạn sẽ bấm vào các phím mũi tên, các bạn thấy là vừa xuất hiện cái mũi tên đúng không? À, bây giờ mình bấm sang phải, mình sẽ gạt qua phải, nó sẽ xoay như này. Thay vì ta bấm mũi tên như trước đây hay là nghiêng máy, đây là một trải nghiệm đua xe hoàn toàn khác cho chúng ta. Đó, các bạn chỉ việc vuốt trái, vuốt phải để đi qua trái, phải hoặc là các bạn đi thẳng thôi. À, một trải nghiệm có thể nói chơi game rất công nghiệp hơn nữa. Vì thế nên các bạn khi chơi các bạn sẽ tự nhiên mất đi cái không khí hào hứng thì phải. À, đây là một cái cách chơi hoàn toàn mới, có lẽ là nó sẽ giúp cho những game thủ hardcore không cảm thấy hào hứng với trò này. Nhưng với những cái game thủ mà như kiểu là các cháu cấp 1 mà muốn chơi game này ấy, thì lại rất dễ chơi. À, đấy, các bạn thấy là mới vừa vào đầu đã có quá nhiều thông tin gây sốc và khác biệt hẳn so với những phiên bản Asphalt 8 khác đúng không ạ? Và mình nói luôn thì mình là một fan của tựa game đua xe nên mình đã cũng chơi cả Need for Speed. Thì cái kiểu mà dùng các cái thẻ để mở như này này, y hệt Need for Speed thì các bạn, không khác một tí nào về giao diện. Các cái thẻ này, đánh dấu sao, rồi lựa chọn xe các thứ ấy, y hệt luôn. Và bạn thấy đây, chúng ta phải mua các cái thẻ bài để unlock được chiếc xe đó. À, thực sự là mình không thích cái này một chút nào các bạn. Và mỗi ngày chơi các bạn sẽ chỉ có số lượng ga nhất định. Và với số lượng ga đấy mà hết rồi thì bạn phải chờ đầy mới được đua cái xe đấy tiếp. Cotec và Diana nên hợp tác với Game Lot đưa ra một cái hãng sản xuất ra một dòng băng vệ sinh dành cho nam giới. Nhưng các bạn chơi game phải nói đồ họa nó đẹp thật. Mặc dù là những cái kiểu chơi rất là cùi như thế nhưng mà đồ họa rất đẹp. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang đó là phần nếu các bạn đã chán cái kiểu mà đua theo cái công nghiệp như thế thì các bạn sẽ chuyển sang về cách chơi ban đầu là cái kiểu chơi chúng ta là bấm hoặc là nghiêng nhá. Chứ nó không phải là ép buộc một kiểu chơi duy nhất. Camera sẽ có Action, Steady và Fix. Thì cái kiểu camera này trong game cũng được cải thiện hơn để cho nó hay ho và hấp dẫn hơn. Đây, nếu các bạn mà thích theo cái kiểu truyền thống thì chuyển về cái cơ chế ban đầu. Đó, có cả Santo xe nữa các bạn. Bây giờ nếu các bạn muốn xe chúng ta Santo sẽ bấm 2 lần drift, xe sẽ Santo và mỗi khi ăn được nitro nó sẽ xanh xanh. Các hiệu ứng đồ họa trong game được làm chất hơn rất là nhiều so với các phiên bản trước đây.
Có vẻ như sau nhiều năm để đầu tư ra hẳn một phiên bản Advance thế hệ tiếp theo thì Gamelot thực sự là đang đi đúng hướng với cái việc cải thiện đồ họa, cho thấy tận dụng được tối đa sức mạnh của các cái sản phẩm như thế này. Và với các siêu phẩm, các bạn thấy là chơi game tuyệt vời như nào. Và vẫn bá đạo như thường với những pha bay lộn xào hết sức là vô lý và lộn xào, và nó vẫn gây cho ấn tượng và thú vị bởi những cái cháu cấp 1, cấp 2 và cấp 3 khi chơi game tựa game này. Thực ra là mình cháu cấp hơn cái đại học rồi, nhưng mà mình vẫn thấy những cái pha xoay của nó rất đẹp, đồ họa trong các thành phố chúng ta cũng rất chất, các cái pha chạm tóe lửa cọ sát giao lưu với nhau là vẫn cũng chung là không có gì phải chê. Đối với tựa game của chúng ta thì mình chỉ lích qua cho các bạn một chút thông tin như vậy, vì thực ra thì mình khá khó chịu vì cái vấn đề là chơi game này hiện tại là nó phải yêu cầu internet mà là phải fake VPN để chơi, nên mà cứ một lúc là nó không đồng bộ được mà nó phát hiện là VPN mà không phải ở Philippines nó sẽ bị mất và mình phải chơi lại từ đầu. Thế nên đây là video chia sẻ nhanh các bạn về cái tựa game Advance 9. Thực ra đối với mình là nhiều thất vọng với cái việc phải chơi online liên tục đồng bộ dữ liệu xong rồi phải mở thẻ, nói chung là hút máu quá, nhưng mà về sức mạnh đồ họa các thứ thì nó dẫn đầu về khoản game đua xe này rồi. Và các bạn đừng quên là hãy mua các sản phẩm iOS để có thể trải nghiệm tựa game vừa ngon, tối hóa tốt nhất và có game trải nghiệm sớm nhất, thì mình sẽ cho link bên dưới các bạn để xem những sản phẩm như iPhone 6s hay là iPhone 7 Plus, iPhone 7 hàng lại new tại Somnet với mức giá rất hợp lý để anh em mua về hỗ trợ lâu dài chơi game. Hẹn lại các bạn các video sau. DM Gamelot, nếu nghe được những gì tôi nói hãy cho em cái account VIP.